mẹ bầu tháng cuối không muốn vỡ ôi sớm. Vượt cạn không bị bằng huyết thì nhờ ăn 11 món bổ máu này. Một lòng đỏ trứng gà nếu mẹ bầu đi khám bị thiếu máu. Ngoài việc bổ sung thêm sắt theo chỉ định của bác sĩ, mẹ nhớ chăm chỉ ăn thêm trứng luộc. Vì trứng gà rất giàu protein, canxi, phát phôn, sắt, chất khoáng, các men, hormone và nhiều vitamin, có lợi cho sự phát triển của thai nhi cũng như sức khỏe bà bầu. Đặc biệt hầu như các chất dinh dưỡng trong của trứng gà đều tập trung ở lòng đỏ. Ngoài ra, lòng đỏ trứng có cả các vitamin tan trong nước B1, B6 và vitamin tan trong dầu. Vitamin anh DK cũng rất tốt cho bà bầu. Hay thịt bò, thịt nạc. Mẹ bầu 3 tháng cuối không muốn thiểu máu và có sức khỏe tốt cho quá trình sinh nở. Chú ý bổ sung thêm thịt bò vào khẩu phần ăn, vì mỗi phần thịt bò chứa 2,5-3mg sắt. Sắt từ động vật được coi là hiếm sắt, giúp cơ thể dễ hấp thu hơn. Phần nạc của thịt bò thường giàu sắt hơn phần chứa gân hoặc chất béo. Chị em nhớ loại bỏ gân hay mỡ bò trước khi chế biến. Nhà bán nước cam. Nước cam là nguồn thực phẩm dồi dào vitamin C, giúp cơ thể hấp thụ sắt tối đa. Chính vì vậy sau khi bổ sung sắt, chị em hãy uống thêm một ly nước cam nhé. Ngoài ra mẹ bầu cũng cần bổ sung thêm vitamin trị để quá trình hấp thụ sắt được tốt hơn. Mẹ cũng cần tránh xa những loại thực phẩm có thể làm giảm sự hấp thu của sắt vào cơ thể như trà, cà phê. Canxi trong sữa cũng có thể làm giảm sự hấp thu sắt. Bí ngô rẻ quá trời mà bổ lắm nha các mẹ. Trong loại của này chứa nhiều protein kê rất tân vitamin, amino acid canxi sắt. Thành phần dinh dưỡng trong bí ngô khá đầy đủ, giá trị dinh dưỡng cũng khá cao. Hàm lượng vitamin C trong bí ngô non nhiều hơn trong bí ngô đã chín. Tuy nhiên trong bí ngô chín thì hàm lượng canxi sắt kê rất tân lại cao hơn trong bí ngô non. Những chất dinh dưỡng này có tác dụng hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh hen suyễn. Năm mía mía được coi là loại bổ máu nhất. Trong tất cả các loại trái cây, mía chứa những nguyên tố sáu lượng cần thiết cho cơ thể như sắt, canxi, kẽm. Trong đó hàm lượng sắt là lớn nhất. Mía không những chứa nhiều đường đâu nha, nước mà còn chứa nhiều vitamin, các loại protein, axit hữu cơ, canxi, sắt. Những chất có lợi cho quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Do đó mía không chỉ kích thích ngon miệng do vị ngọt dịu, dễ ăn mà còn cung cấp cho cơ thể dinh dưỡng và nhiệt lượng cần thiết. Sáu của nho, mẹ có biết nho là loại trái cây cực tốt cho thai nhi không? Vì nó chứa nhiều đường glucose, canxi, phốt pho, sắt, vitamin, amino acid. Những chất này rất cần thiết để tăng cường sức khỏe và bổ sung máu cho cơ thể người già, phụ nữ mang thai và những người thường xuyên mệt mỏi do thiếu máu. 7. Chuối. Chuối là nguồn thực phẩm dồi dào sắt và khoáng chất cần thiết cho mẹ bầu. Ăn chuối vào bữa sáng là sự lựa chọn hoàn hảo để điều trị và ngăn ngừa tình trạng thiếu máu cho phụ nữ mang thai. Ngoài ra, chuối còn giúp chị em giảm triệu chứng táo bón. Táo bón hiệu quả 8. Các loại hạt. Các loại hạt sấy khô như hạnh nhân, hướng dương, hạt bí ốc chó, hạt lanh là nguồn chất sắt dồi dào để ngăn ngừa bệnh thiếu máu. Bạn nên ăn những loại hạt này thay cho đồ ăn vặt hàng ngày. Chín. Mật ong nếu mẹ bầu bị thiếu máu trong thai kỳ. Đừng quên bổ sung mật ong vào chế độ ăn hàng ngày nhé. Bởi mật ong rất có lợi trong việc ngăn ngừa thiếu máu khi mang thai đấy. 10 ngao trong 100g ngao có tới 23mg sắt. Do đó các món súp ngao, ngao hấp, ngao xào, xả ớt là món an toàn và bổ dưỡng cho bà bầu thiếu máu đó ạ. 11. Súp lo xanh.
Bông cải xanh hay súp lơ xanh là loại rau lá xanh thấm, được khuyến khích sử dụng nhiều nhất trong thời gian mang thai. Bông cải xanh có giá trị dinh dưỡng rất lớn, là nguồn thực phẩm rất giàu sắc protein, canxi, calcium, carbon hydrate, vitamin A và vitamin C. Hy vọng những chia sẻ đem đến những thông tin hữu ích. Bấm theo dõi hệ thống kênh của tạp chí Angline để cập nhật kiến thức hữu ích trong suốt hành trình mang thai và nuôi con nhé.